Theo BBC News Daily thì nữ diễn viên đáp máy bay xuống sân bay Mumbai vào sáng sớm ngày 3 tháng 12 cùng với chồng và đã mỉm cười rạng rỡ trên trang Instagram cá nhân. Bendre đã nói cuộc chiến chưa kết thúc nhưng cô trông ngóng được về nhà. Phát biểu với truyền thông địa phương, ông Gondibel là chồng của Minh Tinh đã chia sẻ vợ đang hồi phục nhưng sẽ cần đi kiểm tra thường xuyên hơn. Nhiều tháng qua thì Sonali Bendre đã trở thành nguồn cảm hứng với người hâm mộ Ấn Độ. Trên mạng xã hội, nhiều người đã hết lòng khen ngợi nữ diễn viên 43 tuổi vì đã ghi lại cuộc hành trình ung thư một cách chân thực với một tinh thần lạc quan. Những bài đăng khác của cô cũng nhận được sự chú ý vì ghi lại nhiều giai đoạn khác nhau của căn bệnh. Trong đó có một video diễn viên nói về quyết định cạo tóc hay một số hình ảnh vui tươi bên bạn bè thân thiết. Được biết, nữ diễn viên bị chẩn đoán ung thư giai đoạn muộn và đã di căn. Nghe theo lời khuyên của bác sĩ, cô đã tới New York của Mỹ để điều trị. Và trong quá trình điều trị thì cô đã giữ một tinh thần lạc quan hết sức có thể. Theo BBC, một số bệnh nhân ung thư tại Ấn Độ cho biết sự cởi mở của Sonali Bendre đã là đáng khích lệ và là truyền cảm hứng cho họ.